là lợi dụng học thuật lòng kinh sách đó rồi nói lên. Tôi tức quá tôi mới bấm cái này là nghe thôi à, tôi tức quá tôi mới bấm cái kênh của ổng, tôi nói về đạo đức thôi chứ tôi không phải tôi nói về ổng gì. Tôi nói mình là chung một cái tôi YouTube, mình cũng là người đi kiếm tiền, thì những tôi YouTube khác người ta cũng đi kiếm tiền nhưng mà ta có đức có phước hơn ông rất nhiều. Ông ngồi một chỗ mà ông cứ nói móc nói xỏ nói xin nói tài, rồi ông còn kêu công an lại bắt người ta nghĩ kia, ông làm chi vậy? Cho ông thích nhất cái đó là tương lai của con ông đó, ông có biết không? Mà ông đi nói vậy tôi thấy ông nói tôi tội nghiệp quá, tôi cộng cái tội và cái nghiệp của ông tôi cộng lại, ông ngồi đó ông nói nhiều chừng nào thì ông càng khổ chừng hết cho đời không. Tôi này tôi ngủ quả cho người cách khoảng xa mấy trăm cây số rồi, xa lắm. Nhưng mà tôi nói cho ông biết là coi như hôm nay tôi lên mạng, tôi thấy ông nói tôi bất bình. Người ta cái đít lửa người ta thấy nhúng cao lên thì người ta thấy nước rồi tưới xuống đi, ta thấy lửa cao tưới xuống cho nó hạ xuống. Cái này ông càng phấy 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 lên hoài, ông cứ kiếm chuyện này ông kia. Ông làm gì tốt ông kiếm tiền mà cái tiền của ông làm như vậy, ông thấy ông nuốt được không? Tôi nói thật với ông, tôi không phải là cô nói xin bằng miệng mà cô nói trong cái bình luận của ổng, tôi nói ổng đọc hết cái tôi thấy ổng lên ngồi mạng mà ổng sủa mặt xuống vậy nè. Tại vì cô nghe nói hết cô luôn, cô nói ở đời mình sống mình phải có cái đạo đức, mình phải biết thương người. Những cái tôi YouTube mà người ta làm như vậy đó, ông biết có thể người ta có chút có đức hơn nhiều. Còn ông ngồi cái nhà mà ông cứ môi ông soi xỉn là cái nghiệp của ông càng ngày càng lớn. Đó là tôi nói cho ông biết về đạo đức con người mình sống. Mình người Việt với nhau mình phải thương yêu vợ lẫn nhau. Yeah. Có đâu ông làm những điều ác không gì nè. Rồi còn tới nơi kiếm cô chi cô nó môi ra đặng nói lên. Rồi còn nói bên chồng của cô quen á là phải không tôi nói ông ơi. Vì sự kem ma tí không có trách nhiệm gì hết. Bỏ người ta là cái năm mấy nay không có nhìn nhận không có gì hết. Rồi không nhà không cửa không nơi nương tựa, đâu phải hành trang. Tôi giải thích riêng tôi, không phải tôi nói cái gì ở đây, tôi nói chú nghe riêng tôi thôi. Cái khi mà tôi lên tôi chia sẻ là tôi nói về cái đạo pháp á, khi mà cái cô quen này nè, cô hành trang là sự thật chứ không phải giả dối. Ổng nói là lợi dụng rồi ai gì lường gạt cơ mạnh, tôi nói tôi là người mạnh thường quân nè, để tiền cho nè. Và bây giờ tôi nói thẳng với ông á, tôi không cần ông phải minh biện là nói mạnh phường nhạc lường lường gạt mạnh thường quân. Tại vì mạnh phường lưng người ta cách ngàn xa trăm dặm, ai đâu có biết ai là ai. Quay lên ca chỉ là người Bồ Tát thôi. Người ta nhìn người ta thấy cái cảnh đời bất hạnh, không nhà không cửa nên tựa người ta thương tình mà ta cho. Như cái hoàn cảnh của tôi là tôi thấy tôi thương tình mà tôi cho. Tôi đâu bắt một ông đi lên ngồi trên này mà ông nói gạt, gạt ai, đâu có gạt tôi. Tự tôi tâm tôi, từ bi tôi sinh ra. Tôi lấy tiền tôi cho thôi. Mà ông nói như vậy là tôi nói thiệt ông tôi bất xúc lắm á. Tôi không có chịu ông mượn lên đây mà ông nói như vậy. Tôi nói như vậy là ông nói chung cả bao nhiêu người, có người ta đâu có đồng ý ông nói cái câu nói này. Người ta đâu có mượn ông nói như vậy, ông nói gì ông thích đức không? Người ta đang làm tạo phước. Cái đó là cái tâm Bồ Tát người ta tạo phước. Còn ông thì ông đi dạch trần. Ông dạch như sau tìm lá thì ông ngôi ngọc ông nói xấu người ta. Một số mạnh thường quân ta nhẹ dạ thì ta nghe thôi, còn một số người ta đâu có nghe. Như tôi nè, tôi đâu có nghe ông, mà tôi phản đối ông đó. Ông có biết không? Tôi không có đồng ý gì, ta đâu có đè đầu cái cổ mình mà xin tiền mình đâu. Mà tự mình thấy người ta khổ mình cho. À, ai cũng vậy, đâu có ai mà bắt buộc ai mới cho ai. Yeah. Tự người ta cho thì người ta cho. Mà ông đi nở đồng nào mà ông ngồi đến đó ông khoan khoan. Chồng còn muốn hại mấy người YouTube. Mấy người YouTube tôi có thèm với ông á, ta chịu cực chịu khổ lắm. Thì đi dùng trong vùng xa, vùng sâu, người ta môi móc ra những người nghèo khổ đó, người ta quay lên. Để nhờ mình thường giúp đó là cái giúp cho người ta, để người ta đỡ cơ hàng, ngôi cơm, ấm áo. Đó là cái phước đức của mấy cái chú YouTube đó, tôi cảm kích chứ, tôi còn trọng hơn là ông ngồi đây mà ông nói như vậy. Thằng đó hồi đó giờ nó chỉ ngồi, nó mầm điêu, nó nói tàu lao thôi. Chứ nó chưa có đi quay đâu, thằng đó thằng mà nói chuyện mà không hẻ cơ găng á. Nói chuyện soi mói những anh em YouTube. Ờ, đó. Cô nói thẳng luôn, cô nói trong cái bình luận cho ông ấy có người nó trái chiều. Là cô trái chiều đó, cô nói thẳng luôn YouTube nào ông khi mà ông lên ngồi trên ghế ông nói rồi là cô làm liền, cô nhắn trong cái bình luận của ông liền rồi cô nói dài lắm. Cô nói hoài, cô tức, cô cứ nói hoài.
Thế bây giờ thấy ông ngồi móc ra phải không? Ngồi móc ra cái cô Sico, tôi nói cho ông biết cái cô đó là nửa ma nửa người. Chứ không phải thật sự là người không đó nha. Thân thì người, cái tâm thì ma. Ông có hiểu không? Cái kinh pháp này nè, để cô lên cô chia sẻ, cô nói thẳng luôn. Tại vì cái kinh pháp của cô quen nói à. Hồi nào bây giờ cô chưa biết, cô chỉ thấy quay lên để cô nhìn, cô thấy thôi. Mà cô thấy mới bằng đầu cô nghĩ là đơn thần thôi. Cô cứ theo theo hoài, cô coi cái con này sao cũng ngộ quá. Cô hành căn chắc cũng bị ma nhập hay là dông nhập gì đây. Cô không có nghĩ là cô nói về Phật Pháp mà. Mà nó chịu sâu như vậy. Tại vì cái cuốn mà ba la mật đa tâm kinh này của cô là cô thuộc lòng biết bao lâu nay. Hồi năm 1997, người chị đi chùa mới thân thỉnh cho cô một cái cuốn này. À, rồi một cái cuốn Kim Cang nữa, rồi một cái cuốn ba la mật đa tâm kinh. Cô đã hiểu hết, thâm sâu hết trong cái cuốn này. Cái chuyện dồn lại là của ông Quyền Trang đời đường ngày 10, năm 2012, thế kỷ 12 của ông vua đời đường. Là ông Quyền Trang tất nhiên là tam tạng đó, khi mà ổng thành Phật rồi. Ổng sáng tác ra 600 quyển là cuốn Ma Ham, Ma Lực Ma này nè. À, nhưng mà cuối cùng là bên cái về Trung Quốc đó, thì nó dịch ra là có 640 chữ. Năm 649 là tại chùa Từ Anh. Đó. Thành ra cái kinh này nó chỉ có 640 chữ, nó ngọn ngắn gọn. Cho nên khi mà cái cô Ven này nè, cô giải thích lên ngắn gọn là chỉ có như là con biết là ai không? Đây là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Nghĩa là trong đó có A Nan hoặc Ca Diếp hay là Phổ Hiền hay là gì đó là những đệ tử của Đức Phật có thể hiện thân. Đưa vô cái khai khẩu cho cô Ven này cổ nói. Thành ra cổ khi mà cô nhận được, khi cô theo dõi hoài nhiều lần cô mới nhận được. À, cái cô hồi này cô nói gì bao lần ma đa tâm kinh. À, tất cả trong này là cô gom lại là cô nói rất là đúng, nói chính xác vô trong cái cuốn này. Cô nhận thức được ngay là cô biết là đây là đệ tử của Đức Phật hiện thân để nhập khẩu, khai khẩu cho cổ nói để cho ta quay đầu hướng thiện, ta làm lành, ta lo tu. À, cô hiểu như vậy. Còn cái việc mà Mạnh Thường Quân mà cho tiền là không phải hành căn mà người ta cho tiền, mà tự nhiên mấy cô với chú Dương Tất này, nhưng mà tự nhiên vô tình mà đi quay thôi, chứ không phải vô tình mà có cái tổ chức mà đi quay để mà kiếm tiền, không phải vậy. Thế cô hiểu á, là vô tình thấy cô này lạ quá thì cô cũng vậy, cô nhận thức là cô thấy cô này lạ quá, cô nôm theo cô coi. Nhưng cuối cùng cô nhận thức ra là cái cô này đúng là hành căn rõ ràng, mặt ơn trên biển xuống cho cô, đưa vô cho cô để cô nói. Đó, bên cái chú Thân La Cà đó có cái cô đó người Nhật đó, cũng nói, nhưng mà cái về đạo pháp thì cũng nói được, cũng nói hay, nó cũng tốt. Nhưng mà cái về cái nghiên cứu về Phật pháp thì chưa có hẳn là nghiên cứu sâu. Nhưng về tâm đạo là cổ rất sâu. Đó. Nhưng bên của đầu trọc nè, nói thì có người thì nói cũng rất hay. Nhưng mà về nói mà nhận thức ra cái Phật pháp á, về bên ba là một mặt trai thì chưa có ai nghiên. Chỉ có mấy sư cao cấp á, đang học ở học viện vẫn còn nghiên cứu kinh sách này để học, nương theo đây để học với mấy ni cô tăng ni, nhưng người ta biết hết á, nhưng ta không có tham gia trong cái vụ này, cho nên ta không có lên. Nói vậy á, theo cô hiểu như vậy á, cho nên cô muốn chia sẻ lên, cô nói thẳng luôn, mà cô nói là cô chính xác là cô đỉnh tránh lại cho tất cả Mạnh Thường Quân. Nếu tôi có nói điều gì có lỗi, có tội gì hay phạm gì đó thì cứ tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi phải nói lên, tại vì cái lòng quốc ức của tôi. Người ta cứ nói là đề án của cô này là giả, lợi dụng về lường gạt gì, hận mừng thượng quân gì. Cái đời tôi chính xác là tôi nhận thức là cô này thiệt chứ không có giả. Cô nói vậy đó. Dạ. Yeah. À, còn ai thương ai ghét thì tùy. Cái đó là mặt tình, tôi không biết. Nhưng mà tôi nói thẳng, nếu mà ai có thắc mắc điều gì nói là giả thiệt gì á, thì cứ đi ngay lại tôi, rồi tôi đưa cái cuốn này rồi tôi đập lên đó, cho thấy rõ là con phải là giả hay thiệt. Cổ giảng thí, người ta nói tại sao mà thấy nói có nhiều ngắn gọn. Tại vì trong cái cuốn này nó có 640 chữ hả? Thì có nhiều thì cũng nói nhiều thôi, mà cô nói cái này là đời mật pháp rồi đó. Cái cuốn này là nó gom lại là đời mật pháp. Cô đã thuộc lòng hết, nhưng mà cô không có nói được như cô đâu lên căng lên kéo gì đâu mà nói được. Nhưng ở đây là cô nói về Phật pháp là cô rất thuộc lòng cái pháp của cô đang nói chính xác luôn, chính xác hết luôn, cô thấy chính xác hết luôn.
Cô nói cái gì cũng trúng hết luôn, trúng rõ ràng luôn mà nó không có sai trái như nào hết chứ. Tại vì nó không có sai chỗ nào hết chứ, nó đúng sốc luôn à. Vì mấy nhà sư mà lớn tuổi cao, nó cao niên đó là biết hết chứ. Nhưng mà tại tao không có tham gia cái chuyện này, à không có nói. Còn cô thì cô ở ở tại nhà chứ cô không có ở mà chùa mà đúng không có gì chứ. Dạ. Cô không tu gì nhiều, cô nghiên cứu kinh sách, cô cũng không phải bên đạo thiền nhưng cô đạo hòa hảo. Nhưng mà nghiên cứu kinh sách bên thiền là cô vẫn nghiên cứu, cô vẫn học hỏi, cô vẫn vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật những ngày kia. Nhưng mà cái gì sau mấy người đạo pháp không có thì người ta không có nhận được, những người ta không có Phật pháp ta không biết được. Chứ nói cô này sao nói gì đâu, nói gì đâu. Nhưng mà những người có đạo pháp thì người ta nhận được, người ta biết được. Nghe cô nói gì đó con nhận thức người ta không thấy như thế nào. Dạ. Yeah. Rồi cô mới con nghe mới nghe nói đâu cái Nico này giờ dẫn rồi dẫn Ben đi Ấn Độ đi Trung Quốc gì tùm lum la cô. Ơi bà nói láo đó, mà cũng như bà dạ. Yeah. Bà mượn cái kiểu YouTube đứng sau lưng bà lên vậy nói á. Yeah. Chọc tích thì trời. Nhưng mà không phải đâu, cái hình trường này nè là ơn trên người ta khiến xuống á cho đi theo cô này để giữ cô này. Cái cô này là ơ tại vì cô khờ, cô không có biết chữ một nữa. Cô không có biết chữ nào chứ. Mà cái ông kia, ông ngồi trên đà, ông cứ nói là cô này học thuốc dòng. Tôi nói ông ơi, người ta không có biết chữ một chữ viết một nữa mà ông nói người ta thuốc dòng cái gì. À, có nói nghĩa sai rồi. Có nghĩa là có một kênh YouTube lên nói như vậy hả cô? Thì cái ông lăng thang Sài Gòn đó, cái ông mình lên cái mặt trường ưng để chứ nó. Cô nói tôi thấy cái mặt ông đẹp quá mà sao cái tâm ông quá xấu vậy. Yeah. Ông nói gì mà sao tôi không có cái gì mà tôi nói tôi nhận được hết trơn. Giờ ông nói cần cô quen đó à, nuôi hai đứa con nuôi, ta làm tiền của người ta là cả chục triệu rồi.